quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Chiều ngày 16 tháng 10, Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xác định nhân thân khi đã có người đến nhận dạng với các đặc điểm trên thi thể trùng với lời khai của họ. Theo đó, những người đến nhận dạng thi thể cho biết, người đàn ông nước ngoài tên LQL đi khỏi nhà từ ngày 14 tháng 9 và không mang theo điện thoại. Ông L, nhà ở khu dân cư Việt Sinh, cách hiện trường quán karaoke An Phú khoảng 2 km. Khi bỏ nhà đi, ông L mặc quần ngắn màu đen, áo thun ngắn tay màu sáng. Theo lời người thân, ông L đi khỏi nhà trong trạng thái bị trầm cảm nặng, hay nói chuyện một mình và không tỉnh táo. Trước đó, người thân đã đăng thông báo tìm ông L nhưng đến nay vẫn chưa thấy. Đến ngày 16 tháng 10, người thân nhận được tin báo tìm thấy thi thể người ở quán karaoke An Phú nên tìm tới và nhận thấy thi thể có đặc điểm khá giống với ông L. Trước đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể người không còn nguyên vẹn ở quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An nên lập tức trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an thành phố Thuận An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc đã tới hiện trường. Tại hiện trường, ở bãi xe phía trong quán karaoke An Phú phát hiện một bàn tay người từ khuỷu tay đến bàn tay đang phân hủy cạnh thùng rác lớn màu xanh và một đầu người nổi lên đang phân hủy dưới hố ga. Theo ghi nhận, hiện trường nơi phát hiện vụ việc gần quán karaoke An Phú, nơi xảy ra vụ cháy vào đêm 6 tháng 9 năm 2022, làm 32 người thiệt mạng. Kể từ khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke An Phú đã bỏ hoang đến nay. Cơ quan chức năng bước đầu xác định thi thể vừa phát hiện không liên quan đến nạn nhân trong vụ cháy kể trên. Mới đây, một nam thanh niên đi quay video khám phá đã phát hiện thi thể ở hiện trường quán karaoke An Phú, nơi từng xảy ra vụ cháy làm 32 người thiệt mạng. Theo đó, đến 14 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Bình Dương đang xác minh làm rõ danh tính người đàn ông được phát hiện tử vong ở quán karaoke An Phú, nơi từng xảy ra vụ cháy làm 32 người thiệt mạng tại địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm phát hiện, có nhóm người dân đã liên hệ với cơ quan công an để nhận dạng nạn nhân tử vong. Trước đó, nhóm người này đã đăng thông báo tìm người đàn ông tên LQL, người nước ngoài, đi khỏi nhà từ ngày 14 tháng 9 và không mang theo điện thoại. Ông LQL đi khỏi nhà ở khu dân cư Việt Sinh, cách hiện trường quán karaoke An Phú khoảng 2 km và đến nay chưa trở về. Khi đi, ông LQL mặc quần ngắn màu đen, áo thun ngắn tay màu sáng. Ông đi khỏi nhà trong trạng thái bị trầm cảm nặng, hay nói chuyện một mình và không tỉnh táo. Người thân đã đăng thông báo tìm ông LQL, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy. Ngày 16 tháng 10, người thân nhận tin báo tìm thấy thi thể người ở quán karaoke An Phú được miêu tả quần áo khá giống với ông LQL. Hiện người thân đã liên hệ với cơ quan công an để nhận diện, thực hiện các thủ tục xét nghiệm nhằm xác định chính xác nhân thân nạn nhân. Trước đó, vào ngày 15 tháng 10, anh NVT, sinh năm 1994, làm nghề sáng tạo nội dung trên YouTube, đi quay phim khám phá. Gần trưa ngày 15 tháng 10, anh T điều khiển xe máy từ quê An Giang lên đến cơ sở karaoke An Phú bị cháy trước đó và bỏ hoang để quay phim. Khi đến nơi, anh T dựng xe rồi đi vào bên trong cơ sở để quay phim. Khi đi sâu vào bãi xe phía trong quán, thì anh phát hiện một bàn tay người từ khuỷu tay đến bàn tay đang phân hủy và một đầu người nổi lên đang phân hủy dưới hố ga. Do sợ hãi nên anh T đi ra ngoài và về quê An Giang. Sau khi về quê thì nhận thức cần báo để cơ quan công an xác minh làm rõ nên anh T đã gọi điện thoại báo tin cho công an phường An Phú về phát hiện trên. Anh T chia sẻ, khi phát hiện phần thi thể người, tôi rất hoảng sợ, chạy ra ngoài và về An Giang luôn trong ngày. Tôi về nhà băn khoăn, không biết thi thể người mất là ai. Tôi nghĩ thi thể không phải trong vụ hỏa hoạn vì cơ quan công an đã điều tra kỹ. Người này có thể ở vụ việc khác. Vì vậy tôi đã gọi điện báo tin cho công an phường An Phú để xác minh, điều tra làm rõ. Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy về việc xử lý tình trạng chăn dắt trẻ em đi xin tiền theo phản ánh của báo chí. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý tình trạng chăn dắt trẻ em ăn xin trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các sở ban ngành tổ chức có liên quan, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, quận Tân Phú khẩn trương kiểm tra giải quyết tình trạng chăn dắt trẻ em đi xin tiền theo phản ánh của báo chí. Báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu đề xuất nếu có Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung vượt thẩm quyền.
giao Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị tổ chức có liên quan tăng cường và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định các đối tượng có hành vi chăn dắt, lợi dụng trẻ em để trục lợi theo quyết định số 813 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quy định cơ chế phối hợp tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn. Sau hơn 2 tháng theo dõi ghi nhận tình trạng chăn dắt trẻ em ăn xin diễn ra ở nhiều quận huyện và hoạt động mạnh tại quận Bình Tân và quận Tân Phú, các đối tượng chăn dắt là cha mẹ của những đứa trẻ và nhóm này thường bán kèm theo vé số để né tránh khi bị cơ quan chức năng kiểm tra. Trong một diễn biến đáng chú ý, sáng ngày 16 tháng 10, vụ tai nạn giao thông giữa xe container và ô tô 7 chỗ trên quốc lộ 51 đoạn qua xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai khiến ít nhất 2 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, xe container lưu thông trên quốc lộ 51 hướng từ Bà Rịa, Vũng Tàu đi Đồng Nai. Khi đến ngã tư 67, xe container va chạm với ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 72A09280 khiến cả hai phương tiện mất lái lao vào nhà dân bên đường. Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ lật ngửa, biến dạng hoàn toàn, xe container cũng hư hỏng nặng phần đầu. Vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người bị thương, một số nhà dân cũng bị hư hỏng một phần tường, cửa và mái hiên phía trước. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và tổ chức cứu hộ cứu nạn, di rời hai phương tiện. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, vào khoảng 2 giờ ngày 16 tháng 10, tại km 1710+600 quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 50H35951 chạy tuyến Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh, lưu thông theo hướng từ Bình Thuận đi Đồng Nai. Khi đến địa điểm trên thì tông vào các thanh cần cẩu chở trên rơ móc mang biển kiểm soát 73R00526 của xe đầu kéo mang biển kiểm soát 73H00033 đang lưu thông cùng chiều phía trước xe khách. Vụ tai nạn khiến tài xế phụ xe giường nằm bị thương nặng. Trong đó, phụ xe được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hành khách trên xe giường nằm đều an toàn. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đội Cứu thương Không đồng tỉnh Bình Thuận đã đến đưa người bị nạn đi cấp cứu. Đến 5 giờ sáng ngày 16 tháng 10, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường vụ tai nạn. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Chiếc xe tải chở 3 người và hơn 1 tấn phế liệu rơi xuống sông Tiền khi đang qua bến phà Tân Phong Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang được trục vớt lên thành công. Để trục vớt phương tiện, chiếc cần cẩu được đưa đến hiện trường để cẩu xe tải lên khỏi mặt nước, đặt lên phà chống rồi đưa vào bờ. Hiện ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương thu thập thông tin, điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc. Theo điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 10, anh Nguyễn Phú Quý, 27 tuổi, ngụ xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, điều khiển phà mang biển kiểm soát TG13625 chạy từ bến bờ sông xã Tân Phong, huyện Cai Lậy sang bến bờ Hiệp Đức, huyện Cai Lậy. Khi cách bờ sông khoảng 30 mét, bất ngờ ô tô tải mang biển kiểm soát 71V11101 do tài xế Cao Thanh Sơn, 43 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long điều khiển, chạy ra mũi phà, sau đó lao xuống sông. Khi đó, trên xe có tài xế Cao Thanh Sơn và 2 người khác. Cả 3 người nhanh chóng thoát khỏi phương tiện, bơi vào bờ an toàn. Tài xế Cao Thanh Sơn bị thương ở bàn tay. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tải chở 1,5 tấn phế liệu. Nhận tin báo, Trạm Cảnh sát Đường thủy Cái Bè, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang và Công an xã Hiệp Đức đến hiện trường. Sau khi rà soát xác định vị trí của xe tải rơi, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại trên sông. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông này. Trong một diễn biến đáng chú ý, sáng ngày 15 tháng 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hà Nam thông tin một vụ hỏa hoạn đã xảy ra khiến xe khách giường nằm bị thiêu rụi trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 37B,
do anh NCT sinh năm 1981, trú tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An điều khiển, di chuyển trên quốc lộ 1A hướng Hà Nội, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Khi đi đến khu vực phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, tài xế xe khách phát hiện có khói bốc lên từ khoang xe nên đã dừng xe xuống kiểm tra. Phát hiện chiếc xe đang bốc cháy, tài xế đã hô hoán hơn 20 người trên xe nhanh chóng chạy xuống thoát thân. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hà Nam đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tiến hành dập lửa. Đám cháy không có thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn xe khách. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. Ngày 14 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Thiệu, sinh năm 1997, trú tại thôn Cổng Sau, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi giết người. Nguyễn Văn Thiệu bị cáo buộc sát hại vợ là chị HTD, 27 tuổi, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc vào đêm ngày 12 tháng 10 tại khu vực tỉnh Lộ 309 thuộc địa phận thôn Bồ Yên, xã Hướng Đạo. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm và bắt được Thiệu khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội. Thiệu và chị D kết hôn từ năm 2017 nhưng chưa có con chung. Do nảy sinh mâu thuẫn nên cách đây khoảng một tháng, chị D bày tỏ ý định ly hôn nên bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống. Sau nhiều lần yêu cầu vợ trở về nhà không được chấp nhận, tối ngày 12 tháng 10, Thiệu mang theo dao nhọn tới đoạn đường mà chị D hay đi qua đứng chờ. Khi gặp vợ, Thiệu tiếp tục truy hỏi có về nhà không và tiếp tục bị từ chối. Tức giận, Thiệu dùng dao nhọn tấn công vào bả vai chị D. Thấy chị D bị thương, Thiệu điều khiển xe máy đưa vợ tới trung tâm y tế huyện Tam Dương cấp cứu. Sau đó, đối tượng này bỏ trốn xuống huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cho tới khi bị công an bắt. Theo công an, đối tượng Nguyễn Văn Thiệu từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy năm 2015. Tại châu Phi, Bộ Y tế Rwanda vừa xác nhận thêm 7 trường hợp mới nhiễm virus Marburg, nâng tổng số trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh ở nước này lên 56 người. Theo thông tin từ Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm, từ cuối tháng 9 năm 2024, Rwanda đã xuất hiện ca đầu tiên mắc bệnh Marburg. Đến ngày 10 tháng 10, đã ghi nhận tổng số 58 trường hợp mắc, trong đó có 13 trường hợp tử vong, khoảng 70% trường hợp bệnh là nhân viên y tế. Virus Marburg là gì? Marburg là một virus thông qua động vật trung gian để gây bệnh, cụ thể là loài rơi ăn quả tại châu Phi. Tên của virus được lấy từ phòng thí nghiệm Marburg từ nước Đức, nơi phát hiện ra loại virus này vào năm 1967. Bệnh do virus Marburg gây ra rất khó chẩn đoán, có thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 đến 21 ngày. Bệnh nhân có thể xuất hiện các biểu hiện như sốt đột ngột, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, đau người. Ngày thứ 5 có thể xuất hiện phát ban, cảm giác rát trên thân mình. Ngoài ra còn kèm theo buồn nôn, đau ngực, đau bụng, đau họng, tiêu chảy, vàng mắt, có biểu hiện xuất huyết, mê sảng đi vào sốc và dẫn đến suy gan, suy đa tạng, có thể dẫn đến tử vong. Để chẩn đoán virus Marburg, cần sử dụng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm như ELISA và PCR. Đối với các bệnh nhân tử vong, có thể lấy máu hoặc các mẫu sinh thiết tại các tổ chức của cơ thể để làm nhuộm hóa mô miễn dịch hoặc nuôi cấy để phát hiện ra virus. Hiện nay, bệnh chưa có vaccine hay thuốc kháng virus đặc hiệu để điều trị. Người mắc bệnh do virus Marburg sẽ phải cách ly nghiêm ngặt và phương pháp điều trị chủ yếu là điều trị hỗ trợ như bù nước điện giải, chống xuất huyết. Nếu có biểu hiện suy đa tạng thì cần thở oxy, hồi sức. Tuy nhiên với tỷ lệ tử vong khá cao, thường những người mắc bệnh đều có tiên lượng nặng. Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế đưa ra chỉ đạo khẩn. Trước tình hình dịch bệnh do virus Marburg gây ra đang diễn biến phức tạp ở châu Phi, Cục Y tế Dự phòng đưa ra công văn khẩn, giám sát, kiểm soát dịch bệnh, tránh để bùng phát ở nước ta. Cục Y tế Dự phòng có văn bản khẩn số 1006 gửi các trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố liên tục cập nhật thông tin về các quốc gia đang ghi nhận bệnh nhân mắc virus Marburg, giám sát chặt chẽ các đối tượng nhập cảnh, quá cảnh vào Việt Nam từ các vùng có dịch, thực hiện đầy đủ biện pháp phòng hộ cá nhân đối với cán bộ y tế, người dân có tiếp xúc với người nghi ngờ hay đã mắc bệnh, chuẩn bị sẵn sàng phòng, khu vực cách ly tạm thời cho các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Ngoài ra, Cục Y tế Dự phòng gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ, Pasteur hướng dẫn, tập huấn giám sát và các biện pháp phòng chống bệnh, lấy mẫu, vận chuyển an toàn, tiếp nhận mẫu bệnh phẩm, chẩn đoán xác định mắc virus Marburg, tăng cường năng lực xét nghiệm, tích cực rà soát, sẵn sàng đáp ứng ghi nhận trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Mới đây, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ nhiệm Liên chi hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người dân không nên quá lo lắng, hoang mang về bệnh Marburg.
đồng thời cần chú ý đến khu vực châu Phi. Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nguy cơ bệnh Marburg xâm nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh không cao, nhưng vẫn có thể xảy ra. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh nhiều trường hợp mắc bệnh do virus Marburg xảy ra ở châu Phi. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, về đường hàng không, nguy cơ bệnh xâm nhập vào thành phố khá thấp khi không có đường bay thẳng và khách nhập cảnh đã được sàng lọc trước khi xuất cảnh. Còn khả năng thâm nhập qua đường hàng hải là rất thấp. Rwanda chỉ có một cảng hàng hải. Theo dữ liệu về tàu nhập cảnh, từ tháng 1 năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, không có tàu thuyền nào trực tiếp từ cảng hàng hải này. Ngoài ra, thời gian vận chuyển từ châu Phi về Thành phố Hồ Chí Minh qua đường biển thường kéo dài từ 25 đến 40 ngày, dài hơn thời gian ủ bệnh dài nhất của Marburg là 21 ngày. WHO đã đánh giá nguy cơ của đợt bùng phát này thấp ở cấp độ toàn cầu, nhưng một số quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ đã tăng cường biện pháp y tế tại cửa khẩu nhằm kiểm soát dịch bệnh xâm nhập. Tại Việt Nam, Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế cũng đã có văn bản chỉ đạo các triển khai các biện pháp kiểm soát bệnh tại cửa khẩu. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố thực hiện nghiêm túc, đặc biệt giám sát các hành khách từ các đường bay có liên quan đến Rwanda.